Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại đối với kênh YouTube của MMO Official. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái sự kiện mới nhất trên ví VNPay. Thì cái sự kiện này nó tên là giới thiệu ví VNPay nhận tiền đầy tay. Các bạn sẽ nhận được là 50k trên một lượt giới thiệu thành công. Và kèm theo đó vẫn là những cái sự kiện cũ thôi, đó là tặng bạn mới 600.000. Và 600.000 này thì nó sẽ bao gồm cả voucher nha. Đó sẽ bao gồm tiền và mã giảm giá. Ok, thì các bạn sẽ nhận được ngay 50k trên một lượt giới thiệu. Và các bạn sẽ nhận được thêm 1 triệu đồng tiền mặt khi mà bạn đạt được 30 cái lượt giới thiệu trong một tuần nha. Đây là chương trình khuyến mãi của ví VNPay. Tiếp theo này, người được giới thiệu sẽ chốt quà. Thì quà ở đây sẽ bao gồm 50k tiền mặt nha. Đó, rất là ngon luôn. Và tiếp theo sẽ là 550k combo voucher. Cái combo này á sẽ bao gồm như là 150k vé máy bay này. Đó, 50k đặt vé tàu xe này, 100k đặt vé phòng khách sạn, 50k đó là voucher mua sắm nha, 100k thanh toán cái app Bimin á. Tiếp theo là 25k thanh toán VNPay QR này, 25k giao hàng và 50k đặt vé xem phim. Ở đây thì chúng ta sẽ nhận được là 50k tiền mặt cũng như là những cái số voucher rất là giá trị này. Và các bước thực hiện tải ví VNPay như thế nào, chúng ta sẽ nhận quà ra làm sao thì mình cũng có một cái video hướng dẫn cho các bạn rồi. Ok, để mà nhận hướng dẫn cài ví VNPay, các bạn lên YouTube và các bạn sẽ click chuột cho mình vào ô tìm kiếm. Tại đây chúng ta sẽ tìm kiếm cho mình từ khóa, đó chính là VNPay, kèm theo tên kênh YouTube của mình nha. Ok, ở đây thì video đầu tiên sẽ là video mình hướng dẫn các bạn cách cái app và nhận tiền như thế nào. Thì trước đây chúng ta có một chương trình cái app VNPay nhận 100k tiền mặt. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cái app VNPay nhận 50k tiền mặt kèm theo là 550k voucher. Và đối với một cái lượt giới thiệu thành công trên VNPay, các bạn nhận thêm cho mình là 50k nha. Đó, đây là một chương trình mới nhất của VNPay trong cái tháng này. Và đừng quên rằng cái đường link tải app mình sẽ để bên dưới phần mô tả video nha. Ok, bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video này tại đây thôi.